Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Mấy ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Jerusalem, gần làng Bethphage và Betania trên miền núi Ô-liu. Bấy giờ, người sai hai môn đệ và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về đây. Nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy, thì cứ nói là Chúa cần đến nó, và người sẽ gửi lại đây ngay." Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó nói với các ông: "Các anh cởi con lừa ra làm gì vậy?" Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ để mặc các ông. Hai ông đem con lừa về cho Đức Giêsu, lấy áo choàng của mình trải trên lưng nó. Và Đức Giêsu cưỡi lên. Nhiều người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường. Một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy, hoan hô, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô trên các tầng trời. Suy niệm. Chúa Nhật lễ lá hôm nay, khung cảnh của đoạn tin mừng này là đoàn rước huy hoàng vinh quang long trọng và vui mừng khi Đức Giêsu tiến vào đền thánh. Ngày Đức Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem. Ngay sau đó, bài thương khó là một đoàn rước bi ai dẫn Chúa lên núi Sọ. Tại sao lại có một sự đảo ngược như vậy? Thực ra, khi dân chúng tôn vinh Đức Giêsu là vị vua trong ngày Ngài tiến vào thành Jerusalem, vì họ hy vọng Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu cho họ. Nhưng khi Chúa không đáp ứng khát vọng của họ, họ chối bỏ Đức Giêsu là vua và trở mặt thành những kẻ độc ác. Đúng thế, những kẻ giơ cao tay vẫy cành lá xen lẫn tiếng tung hô Đức Giêsu. Nhưng chỉ sau đó một thời gian, lại nhìn thấy cảnh trớ trêu diễn ra. Chính những kẻ ấy đứng trước tòa án Phi-la-tô lại đổi giọng, đổi điệu, từ cử điệu vẫy tay tung hô, chuyển sang những nắm đấm vung vào mặt Đức Giê-xu. Từ lời ca tụng vang dội biến thành những tiếng la hét, quyết liệt, đóng đinh nó vào thập giá. Khi người ta thần tượng và kỳ vọng một ai đó có thể đáp ứng lại mọi thỏa mãn của mình, thì người ta sẽ tung hô và lăng xê hết sức. Nhưng nếu người được kỳ vọng không đáp lại thỏa mãn của họ, thì họ quay sang đà đảo, kỳ vọng bao nhiêu rồi lại ghét bấy nhiêu. Người Do Thái vẽ ra một Thiên Chúa phải theo chiều ý mình. Khi Chúa Giêsu không đáp ứng, thì họ quay sang chống đối và đòi giết chết. Lạy Chúa Giêsu, khi nghe bài thương khó, chúng con dễ trách người Do Thái. Nhưng thật ra, cách hành xử của người Do Thái lại phản ảnh lên đâu đó hình ảnh của mỗi người chúng con. Chính chúng con cũng thích một Thiên Chúa oai phong hiền hách, dễ đánh phạt, hơn là tôn thờ một Chúa Giêsu chịu đóng đinh, tha thứ và yêu thương. Xin cho chúng con đừng bao giờ phụ bạc ân tình mà Chúa vẫn dành cho chúng con. Amen.